Ngày 18 tháng 7 năm 2023, trang Việt Nam Thời báo đã đăng một bài viết ký tên Trường Sơn mang tựa đề Dùi nhân sự cao cấp cho Tổng Bí Thư. Trong bài, Trường Sơn viết rằng hai cơ quan chịu trách nhiệm về công tác nhân sự của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam là Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản và Bộ Nội vụ đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau sau hai vụ án tham nhũng. Để chứng minh, một mặt Trường Sơn trích lời của Trưởng Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt của then chốt, đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương chuẩn bị nguồn cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trước đó, hết sức chú trọng đến cán bộ có phẩm chất tốt, đạo đức trong sáng, có năng lực nổi trội, dám dấn thân, dám hy sinh, nhất là vào những thời điểm khó khăn. Mặt khác, Trường Sơn trích lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trong một hội nghị trực tuyến giữa chính phủ và các địa phương diễn ra hôm 4 tháng 7 vừa qua, đề cập đến vấn đề sáp nhập huyện, xã, bà Trà cho biết điều khiến bà lo nhất là có tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ. Rồi từ đó, cây bút này cho rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có đang muốn đẩy trách nhiệm cho cơ quan đảng, rằng công tác nhân sự của đảng đang khủng hoảng sau đại án tham nhũng. Bình luận về chiêu trò này, blogger Yến Thanh cho rằng có vẻ như làng dân chủ đang cố đánh bùn sang ao bằng cách bôi lem nhân sự của đảng nhằm khỏa lấp đi sự xuống dốc không phanh của chính họ. Trong những năm gần đây, nhóm những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ, Dương Cờ Vàng Ba Sọc còn gọi là nhóm Cờ Vàng, đã co lại thành một nhóm người chỉ còn lộng hành ở hải ngoại và không đủ sức gây ra hoạt động quậy phá đáng kể nào ở Việt Nam. Để cưỡng lại sự nản chí, dã đám, họ chỉ còn biết đặt hy vọng vào các lực lượng bên ngoài như các chính phủ phương Tây hoặc thậm chí là chính bản thân Đảng Cộng sản. Mỗi lần chính trường Việt Nam có biến động, họ lại hô hoán rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tan vỡ vì mâu thuẫn nội bộ, tạo cơ hội cho họ hành động để lật đổ nhà nước. Nhưng đó là hiện thực hay chỉ là một lối diễn giải tùy tiện mà họ đưa ra để tự an ủi hoặc để kích động những kẻ nhẹ dạ cả tin? Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có đang muốn đẩy trách nhiệm cho cơ quan đảng như Trường Sơn nói hay không? Không hề, bà Trà chỉ đang giữ cho Bộ Nội vụ nằm dưới quyền mình hoạt động theo đúng phương hướng của đảng. Việc đưa đường lối của đảng vào bài phát biểu của người đứng đầu một cơ quan nhà nước đã được tuân thủ suốt hàng chục năm nay. Không hiểu sao Trường Sơn lại có thể xem thông lệ này như một biểu hiện của đùn đẩy trách nhiệm. Càng đọc các bài tuyên truyền của giới chống cộng về hai vụ đại án tham nhũng vừa qua, ta càng dễ dàng bắt gặp hiệu ứng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trên cùng một kênh truyền thông, người ta có thể bắt gặp cả những bài lưu loa rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dùng vụ án để thanh trừng các đối thủ trong nhà nước Việt Nam, lẫn những bài lưu loa rằng Tổng Bí thư đang bao che cho các bị cáo. Và các độc giả Cờ Vàng ngoan ngoãn tiêu thụ cả hai tin đồn này mà không hề gợn lên lấy một tí hoài nghi, đúng là văn hóa đọc của những người bị tẩy não. Nhìn vào hai đại án tham nhũng vừa qua, các cây bút Cờ Vàng chỉ thấy một vụ lục đục nội bộ, một sự suy yếu của bộ máy. Nhưng họ không thấy được một thực tế khác, rằng chừng nào bộ máy này có khả năng cắt bỏ những khối tham nhũng ông nhọt thì nó còn duy trì được một phần pháp luật và còn có chỗ vận hành trơn tru. Sao họ không thấy bộ máy chính quyền mà họ đòi hỏi xóa bỏ vẫn đang đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người dân và vẫn đang là một yếu tố quan trọng giúp duy trì các sinh hoạt dân sự ở Việt Nam trong tình hình biến động hiện nay? Có lẽ sau khi nhìn chằm chằm vào mặt tối của xã hội quá lâu, họ đã mất khả năng nhìn thấy những diện mạo khác của bức tranh toàn cảnh. Sau cùng, ta cũng nên đặt thêm một câu hỏi nữa cho các nhà chống cộng. Suốt hàng chục năm nay, năm nào họ cũng hô hoán rằng Đảng Cộng sản đang suy yếu hơn bao giờ hết vì đấu đá nội bộ sắp đến mức sụp đổ, mở ra cơ hội cho họ phục quốc. Nhưng sao? Mãi Đảng Cộng sản chưa sụp đổ, còn các nhóm Cờ Vàng thì cứ suy yếu dần dần. Sao gần đây dân Cờ Vàng không còn hoạt động đáng kể nào trong nước nữa? Vậy phải chăng khả năng những kịch bản mà họ đang vẽ ra chỉ là ảo tưởng?